thứ tư lễ cho khởi đầu mùi chay, linh mục chủ tế với phẩm phục màu tím gọi về trong ta nhiều nỗi nhớ. Trong đó có nỗi nhớ về thân phận con người. Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi tro. Nỗi nhớ ấy còn nhắc nhở một tương lai không mấy vui. Một mai người sẽ trở về bụi tro. Thân cho bụi thì phải trở về bụi tro là tất nhiên rồi. Nhưng vẫn thấy buồn buồn cho phận người mong manh, bé nhỏ như nắm cho hạt bụi. Áo tím, nắng tím, mây tím, chân trời tím, làm bầu khí mùi chay trở nên tím ngắt. Tím như tâm hồn người con thống hối trên đường về. Tím như trái tim người đàn bà ngoại tình đang thổn thức vì được thứ tha. Tím như nước mắt ăn năn của Phêrô khi bắt gặp cái nhìn xót thương của thầy. Tím như buổi chiều núi Sọ có tình yêu đắm đót, đồng công cứu chuộc của Maria, mẹ Đức Kitô, và những đớn đau bầm tím trên thân xác của một Thiên Chúa khiêm hạ chết cho con người mình yêu. Trên đường về, đường đến tình yêu, mùa chay sẽ không còn là mùa của màu tím buồn tuyệt vọng, nhưng là mùa của màu tím nhớ nhung, hy vọng. Mùa chay sẽ không mang dáng vẻ quay quắt, bi thương, nhưng dịu dàng, thông cảm. Với tình yêu mình, tình yêu người, tình yêu Chúa, con người của mùa chay sẽ khám phá ra hạnh phúc của đời mình, hạnh phúc của một người đang yêu và được yêu.